mời ông Cam Ranh và bà Cam Hiền cùng tiến lên sân khấu, xin được hân hoan và trân trọng kính mời. Và phía gia đình nhà trai ngày hôm nay xin trân trọng kính mời ông Kajis cùng tiến lên sân khấu, xin được hân hoan và trân trọng kính mời. Đồng Liên Trung Hòa thơ một ngày hôm nay, và mọi người xin quý vị chúng ta cùng hướng về cổng hoa vô quy để chào đón hai nhân vật tỏa sáng nhất trong ngày trong đầy hạnh phúc hôm nay, cô dâu Cathy sánh duyên cùng chú rể Kevin, và họ đã sinh ra và lớn lên tại mảnh đất cao nguyên Liên Trung Hòa, và hai bạn trẻ đã xây dựng một mối tình đầu trong rất như pha lê, một mối tình đầu trăm năm hạnh phúc, một mối tình đã trải qua năm đời thắng chờ, trải qua bao lần hò hẹn dưới ánh trăng thâu đêm, để rồi hai bạn trẻ đã tìm thấy ở nơi nhau bằng tình yêu đích thực, bằng tình yêu trên chân lý, quý nhau trên tình chữ của những bất đồng lao động học tập tại mảnh đất cao nguyên lập gió ngày hôm nay. Vậy vậy hai bạn trẻ đàn đêm vợ thành chồng, xin vị hãy vang lên những tràng vỗ tay thật lớn để chào đón hai nhân vật tỏa sáng nhất ngày hôm nay. Xin hân hoan chào đón cô dâu đất Na Thị Mì duyên dáng Cathy sánh duyên cùng chú rể bạn bao đẹp trai Kevin. Xin quý vị hãy tay một tràng vỗ tay chúc mừng đôi bên. Chú rể Kevin cùng cúi đầu tông chào ra mắt toàn thể quý vị khách quý. Hôm nay về phía gia đình họ nhà trai, ông Kajis cũng có đề nghị phát biểu trước cùng toàn thể quý vị hội hôn đang hiện diện tại căn phòng tình cưới ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nghe tôi là bác khai tăng nhu, YouTube như lỗi. Tôi là hệ bác kêu là ngày nay ngày bác tinh lo mòn, có cơ, có gàm, có tăng, có hòn, có xâm hoàn. Tôi là bác nghe tổ, có mình lâu. Ngày nay cũng không nghe ra là tàu rơn ràng, quan rơm lo mòn, con sao, như tu tầm chương nghe tổ. Thế tạo công an thì khác với nhau ấy nhỉ? Tạo, con mi như là tú tăng này, tấn ngã ông đi, tăng nghe tổ. Nào tu con, anh tầm nhu, đặt tất cả đi. Anh em cũng không phải do là chăm hại, chăm đẹp, chăm hờ, chăm chân hay đồ. Anh cũng có thơ là tấm thứ đồ hướng ha. Vì cũng có nguyên tơn là thân xa, hủy, là thân này, hủy thư xuất, là vì đó. Nên quý vị quý khách xin chân thông cảm cho gia đình chúng tôi hôm nay. Xin chân trọng cảm ơn. Và tôi hợp biết từ anh đang nghe tại của Nga Lê. Gần nhắm Nga Lê á, Nga Hơ. Thì là tu hay ngu hay xa hay vui thì là hai tôi phải tăng ít gì ở na cái lời là vẫn na hơn hơn là hay là con sau giảng làm tu mà hay ngu xa phan á thì lại ngót lần là giảng lại ông bớt đắp là ngu xa anh cảm ơn cái nào chưa tôi bình thể xin cảm ơn về thì trên hỏi nhà trai ngày hôm nay đã có đây này phát biểu chia sẻ niềm vui với tiếp thị tại trong phòng tình cưới ngày hôm nay người ngoài đạo hay đạo công giáo tin lành chúng ta từ cầu nguyện trên bàn tình trước khi chúng ta dùng buổi tiệc đẹp với món ăn thay vì của những đường tình cưới bàn dùng hân hạnh phục vụ tận tình cho đạo đến tận tình vị kết vị ngày hôm nay với tiếp thị để đáp lại tình tham gia và sau đây về thị gia đình nhà cái ông Kevin đáp từ xin trân trọng kính mời. Phần bình địa xin cảm ơn thầy thị đã điện thoại nhà gái ông Kevin đã đáp tự
tham gia. Thay lời cho gia đình ông Cabrón và bà Can Hàng ngày hôm nay, xin chân thành cảm ơn quan viên hay họ vị quan khách xa gần đã đến cho vui cùng với gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong buổi tiệc trưa ngày hôm nay thì gia đình nhà gái chúng tôi không tránh khỏi những điều thiếu